Video này không dành cho những bạn ít tiền như mình, tại vì tất cả những chai nước hoa sắp sửa giới thiệu đây đều giá tầm 5 triệu, 6 triệu, thậm chí 7 triệu. Có những cái chai nước hoa tầm 40 triệu của nhà này. Anh em thì xem cho vui thôi, mình cũng không có tiền mua đâu. Hi, xin chào mọi người quay trở lại kênh của mình. Trên tay mình đây đang là một cái hộp đầy nước hoa của nhà Frederick Mill. Đây, hay gọi là M. Mình không nghiêng được hết tại vì sợ rơi, vỡ mất. Cái hộp này thì mình được bạn Hoàng Hiệp tài trợ cho mình, nên là những bạn nào đang quan tâm đến cái sản phẩm của nhà M này thì có thể tham khảo được link Facebook của bạn Hoàng Hiệp phía dưới. Và nếu thấy video của mình hay thì đừng quên like, share và donate cho mình để có thể cũng theo đường link một ở phía dưới luôn nha. Wow. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho bạn nam 5 mùi hương của nhà M này. Đây là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó khá là đa dụng, nó khá là dễ dùng và cũng có thể nó có những cái màu rất là riêng. Tại vì cái nhà này thì họ có rất là nhiều sản phẩm. Và cái thứ hai đó là giá của nó khá đắt. Nên là nếu để các bạn thử hết thì cũng rất là lâu và không có đủ điều kiện tài chính. Mình là một thằng khá là may mắn được thử hết tất cả những sản phẩm của nhà M này rồi. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn 5 mùi hương dành cho nam mà các bạn nên thử qua của nhà M này. Chúng ta ngay bắt đầu. Ở trong giới nước hoa thì ta hay gọi vui cái thương hiệu Frederick Mill này đó là Hollywood của nước hoa, nơi mà rất nhiều những perfumer tài năng nổi tiếng đến làm mùi và họ không bị phụ thuộc vào cái vấn đề kinh tế phải làm để bán chạy mà họ có thể thỏa sức sáng tạo. Và cái mùi hương đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới đó là Vetiver Extraordinaire này, một cái mùi hương cỏ hương bài. Thì với mình, cỏ hương bài là một nốt hương không hề nịnh mũi, không phải dành cho những newbie và còn thường có xu hướng làm bị tối quá, đất quá hay là bị thăng quá. Tại vì cái nốt hương cỏ hương bài là một nốt hương rất là nam tính. Nhưng mà ở đây thì lại là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Khi các bạn xịt cái mùi hương của Vetiver Extraordinaire này ra thì các bạn sẽ nhận được một cái vibe có phần khá là giống với chai nước hoa tăng cân hoa của nhà Lalique. Nhưng mà nếu mà bỏ một số tiền 4-5 triệu ra chỉ để mua một cái mùi hương giống với một chai nước hoa khá là thành công ở phân khúc 1 triệu đồng thì liệu nó có đáng hay không? Thì mình phải nói rằng là nó hoàn toàn khác. Nó chỉ giống khoảng tầm 20-30% ở cái nốt Vetiver thôi. Khi các bạn xịt Vetiver Extraordinaire này ra thì các bạn nhận được một cái nốt hương khá là tươi và fresh đến từ sai trực, một chút ngọt nữa đến từ gỗ Vetiver. Và khi sai trực dịu xuống thì các bạn sẽ ngửi thấy một cái nốt hương cay cay ấm ấm đến từ gia vị, tất cả ở trên cái nền hăng hăng của Vetiver. Và cái độ biến chuyển mùi ở đây giữa các nốt hương ấy nó khá là mượt mà, và về sau cuối cùng thì nó sẽ được thêm vào một chút xạ làm cho cái mùi hương có phần mịn hơn và Vetiver rất là dễ ngửi. Nên là với mình đây là một cái mùi hương sáng và rất là dễ chơi cho những bạn nào newbie muốn tìm hiểu cái nốt hương Vetiver này. Có chăng thì cái điều của mình hơi lăn tăn một chút đó là về giá. Và cái độ bám quả của chai nước hoa này thì nó quả hương khoảng tầm nửa cánh tay và lưu hương trên nam mình khoảng tầm 7-8 tiếng. Vì cái độ hỏa hương mà cái độ bám hương như thế và cái mùi hương nó khá là mịt màng, nên là mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp vào thời tiết ở trong Sài Gòn khi mà tráng nắng chiều mưa, hay là Hà Nội những ngày xuân, hè, thu. Còn nếu mà mùa đông thì phải hơi yếu một chút. Và em này thì phù hợp những bạn nam theo đuổi cái phong cách kiểu chững chạc, kiểu ăn chắc mặc bền, điềm tĩnh. Mùi hương này chắc là tầm bạn nam tầm 23-25 tuổi theo đuổi phong cách như vậy thì các bạn nên thử qua Vetiver Extraordinaire này. Ở vị trí số 2 đó chính là Fine Lover, một cái tên rất là thơ mà ban đầu mình rất là trông chờ chai nước hoa này, đó là một cái mùi hương ngọt, sexy, quyến rũ, nịnh mũi. Nhưng mà khi mình xịt ra tất cả nó hoàn toàn ngược lại. Các bạn xịt cái mùi hương này các bạn nhận thấy một cái nét xanh đắng. Xanh nó không phải đến từ lá mà đến từ cành, từ cây, nên là nó sẽ có phần hơi tối, một chút gia vị ấm, nhưng mà cái gia vị đây chỉ được thêm vào thôi. Còn cái vị xanh nó vẫn sẽ làm chủ đạo và cái mùi hương này nó cơ bản là tối và khá là mát. Và mình không thích cái nốt hương này ban đầu tại vì nó không như mình mong chờ, nên là mình đã nói bản thân là mình sẽ không thử lại nó nữa. Nhưng mà rất là vô tình, mình đã đi chơi rất là nhiều dịp với những anh em thì anh em mà thôi anh thử lại đi, và thật là mình đã thay đổi quan điểm khi mà xịt em nó đến lần thứ 3, lần thứ 4. Về sau thì mùi hương này nó sẽ có một chút ngọt nhẹ từ gỗ, và cái ngọt ở đây thì nó không đơn giản như những cái mùi ngọt kiểu kẹo, kiểu bánh, kiểu vani, mà nó ngọt có một cái nét hơi chua, hơi đắng, nó rất là lạ. Và cái mùi hương này chắc là phù hợp với những anh chàng theo đuổi cái kiểu là ít nói, kiểu hơi kiểu bí ẩn, lạnh lùng một chút, và mặc cái những chiếc măng tô đen, quần âu đen, mặc là kiểu cả cây, nó tối màu, nó đồng nhất với nhau, và nó sẽ theo đuổi một cách hơi kiểu vintage, hơi kiểu cổ điển một chút. Mùi hương này thì mình khuyên là các bạn là không nên đưa lên ngửi thường xuyên mà chỉ để nó thoáng qua mũi thôi. Nó cũng như kiểu mấy anh người Pháp ấy, chắc là kiểu nghe thôi đã thích rồi, mà nhìn thấy từ xa thì đẹp trai rồi, gần thì chắc là không biết như nào. Mình nghĩ rằng là chắc là cũng giống người Việt Nam thôi mà.
Và em này thì phù hợp với những anh chàng tầm 25 tuổi đổ ra. Và độ bám quả của mùi hương này thì với mình thì thấy rằng là nó có phần hơi kém một chút. Khi mà trên da mình khoảng tầm 7-8 tiếng, nó có mùi hương tối và dày như này thì có lẽ hơi kém. Và độ bám hương nó mức độ trung bình thôi. Nên là mua thì anh em nên cân nhắc thử kỹ với file lover này. Thử kỹ và thử nhiều dịp khác nhau và dành thời gian. Và phải thực sự thấy rằng là em nó sẽ có một cái độ hấp dẫn riêng thì các bạn mới nên mua, còn không thì đừng phí tiền chỉ vì cái tên rất là thơ này. Và cái điều cuối cùng với Fine Lover này đó là ngoài cái giá tiền đắt và cái độ bám quả hơi kém một chút, thế này các bạn nên cân nhắc xịt vào cái thời tiết tầm dưới 25 độ nha, đừng nóng quá xịt em này có lẽ hơi ngốt đấy. Hè của em mơ thì chúng ta xài gì? Bicarbonate Conichi sẽ là câu trả lời tốt nhất cho các bạn. Đây. Đó. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy mùi cam đắng. Và nếu như chưa biết cam đắng như nào thì các bạn cần hình dung một chút vỏ chanh, vỏ cam, vỏ chanh, xanh xanh. Rồi cái vị ngọt rất đặc trưng từ cam một và một cái chút đắng như kiểu các bạn cắn phải cái hạt, những cái quả cam hay là những quả chanh vậy. Và cái mùi hương này thì thực sự rất là fresh, rất là tươi, rất là sáng. Về sau thì các bạn sẽ nhận thấy là cái mùi đắng nó sẽ dịu xuống và cái vị ngọt của cam sẽ đẩy lên. Cái vị ngọt của cam ở đây thì nó không bị cái xu hướng là làm kiểu bột quá như là chai Atelier Colony Orange Sangui, hay là nó không bị ngọt cái theo cái kiểu hóa học nhân tạo đến những chai nước hoa như kiểu Mancera những cái thứ, mà ngọt ở đây thì về sau nó có chút mềm mại bởi thêm vào bởi hồng. Và cái mùi hương này cơ bản là rất là dễ sử dụng, rất là nịnh mũi. Với cái độ bám quả của em nó thì phải nói rằng là đây là một cái mùi hương xoay trực rất là tự nhiên, và các bạn sẽ nhận được cái độ quả hương ở tầm nửa cánh tay thôi, rất là nhẹ nhàng, và cái độ lưu hương tầm 6-7 tiếng, một cái độ lưu hương rất là tốt cho một cái vai mùi xoay trực. Và đây là một cái mùi hương mùa hè của nhà em, các bạn nên thử qua. Ở vị trí số 2 chúng ta có một cái tên đó là Musk Ravager. Một chai nước hoa yêu thích của JD, gọi là Signature Scent của JD, một ca sĩ rất là nổi tiếng Hàn Quốc. Mình thì không biết ca sĩ này mà anh em cũng cảm ạ. Người yêu mình có bảo là ca sĩ này kiểu nổi tiếng ở toàn thế giới luôn. Nhưng mà khi mà mình đọc qua vài review và nói rằng là Musk ở đây trong chai nước hoa này ấy, thì nó có xu hướng làm kiểu bẩn, kiểu dơ dày, kiểu animalic. Wow, mình kiểu ui trời ơi, chẳng không thử cả. Tại vì mũi của mình thực sự là không thật những cái mùi quá nặng đô như vậy. Và sau khi đọc vài thông tin là những cái phiên bản mới của chai nước hoa này thì nó đã hiền hơn, đã dễ ngửi hơn, nên là mình đã ngửi và đấy, em nó nằm ở trong những chai nước hoa mình recommend cho Nam. Khi các bạn xịt cái mùi hương ra thì các bạn đã nhận thấy một cái mùi ngọt, ngọt rất là lạ đến từ gỗ, chắc là như vậy, cùng một chút mật ong hơi kiểu khô và mùi thơm rất đặc trưng của lavender. Nhưng mà lavender ở đây thì không có cái xu hướng làm bột nhá. Và rất nhanh thôi, cái vị ngọt lại biến mất. Các bạn có nhận thấy cái mùi chua, cay, có phần hơi ướt, nhưng mà nó lại bị làm đẩy theo cái xu hướng kiểu hơi kiểu cháy cháy, khô khô. Và mình kiểu ngửi đến đây phát mình kiểu wow, sao cái mùi hương này nó có thể biến chuyển hay đến như vậy. Dry down thì các bạn nhận được một cái mùi vani kết hợp cùng gọi là một chút bột đến của lavender, quả hương ban đầu. Nhưng mà nó lại không bị xu hướng đồ ăn nhé. Vani ở đây không xu hướng đồ ăn mà lại có cái xu hướng làm theo cái kiểu son phấn của phụ nữ ấy. Đó là một cái hay nữa mình muốn nói tới. Và cái mùi hương ở đây thì được làm tròn trịa, nó không quá kiểu nồng son phấn, hay là nó không quá kiểu bột quá. Nó được làm rất là tròn trịa, rất là thích mũi. Và từ sự càng về sau mình ngửi mình càng mê em nó. Và với cái mùi hương này, nó làm mình liên tưởng đến những cái hình ảnh của những người đàn ông kiểu cá tính, có gì đó hơi kiểu lập dị một chút, và có gì đó kiểu hơi kiểu khó chịu, khó hiểu, kiểu biết lựa chọn những cái gì mà chỉ có mình có thôi. Và cái mùi hương này thì chắc là xài vào những dịp như kiểu Giáng sinh, ở những cái mùa đông kiểu Giáng sinh, ngồi gần gũi bên gia đình hay những ngày lễ Tết này, hoặc là những bạn cần ngồi trong những cái không gian nó yên tĩnh một chút, nó các bạn kiểu ngồi kiểu trầm ngâm ấy, thì mùi xịt mùi này chắc kiểu hết tầm luôn. Và mùi hương này nó lưu trên da mình tầm 8-9 tiếng, khá là ok. Nhưng mà cái độ quả hương thì nó rất là kiểu skin scent thôi. Sau khi các bạn xịt ra thì các bạn một lúc sau thì nó chỉ thoáng thoảng đến da thôi. Và mình nghĩ là một cái mùi hương kiểu cái kiểu hơi kiểu cá tính lập dị như vậy thì cũng nên không nhất thiết là phải sâu ra đầu thông mọi người, mà nó kiểu skin scent như vậy là rất là hợp lý. Và chúng ta đã đi qua 4 mùi rồi, sai trượt có rồi, gỗ có rồi, vetiver có rồi, chơi một chút hoa nhá. Mình là một thằng không thích hoa cho lắm, nhưng mà khi mà thử hoa ở trong Lidabo B122 và hoa của FM này thì phải nói rằng là mình phát hiện ra mình thích hoa cam phải chưa.
Và chai nước hoa ở vị trí số 1 là Coloni Inilibi. Đây. Nó hơi fail một chút tại vì đây là tiếng Pháp mà mình cũng không giỏi khoản phát âm cho lắm ấy. Và khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi sai trực rất là rõ ràng, cam chanh này, rồi mùi hoa cam. Mùi hoa cam rất là rõ, nhưng mà hoa cam ở đây thì ban đầu nó chỉ thoảng nhẹ ở phía sau thôi. Cái thoảng nhẹ ở đây nhá, nó không phải là mùi nó nhẹ mà nó chỉ ở làm nền ở phía sau, nhưng mà cái mùi hoa cam như kiểu các bạn dí thẳng cái hoa cam vào mũi, nó rất là nồng nàn chứ nó rất là dày, chứ nó không bị kiểu phụt qua như này mà các bạn dí thẳng vào mũi. Và về sau thì cái mùi sai trực nó dịu xuống thì cái mùi hoa cam làm chủ đạo. Và càng về sau thì các bạn thấy là mùi hoa cam ở đây nó có phần mịn màng những thứ, thì ở đó là nhờ một chút thêm xả hương. Và với mình thì đặc biệt mình thích ở trên hoa này đó là hoa cam ở đây thì không bị làm quá là sáp, hay là nó không bị làm quá là tối, hay là bị animalic những thứ bởi những cái nốt hương thêm như là hoa nhài, mà hoa cam ở đây rất là tự nhiên, dày và đặc biệt là độ bản quả rất là tốt. Nói là nghe một điều thế, các bạn thấy một mùi hoa cam nào mà lưu ở trên da tầm 8 đến 10 tiếng nhá. Đây em này trên da mình 8 đến 10 tiếng luôn, mà mình vô cùng thích khi mà BA122 hay là Tom Ford Leoni Photofino những thứ nó chỉ tầm 5 tiếng là nó biến mất rồi. Và em này thì nó sẽ làm mình liên tưởng đến cái hình ảnh kiểu